Ta cứ bắt đầu đi thôi, được chưa? Hôm trước thì chúng ta đã dừng ở ví dụ số 4 các bạn. Hôm nay ta tiếp tục với dòng điện trong chất điện phân, ví dụ số 5. Và sau đó một loạt cái câu hỏi bài tập tính toán. Ví dụ, nội dung của ví dụ số 5. Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat CuS4 với cái anode bằng đồng. Ấn dương chỉ ấm nha. Anode là ấn đấy, đấy nha. Ấn thì cực dương đấy các bạn. Như vậy là điện cực dương làm bằng đồng thì bây giờ là dung dịch điện phân là được là có chứa cái ion đồng luôn, cho nên là điện cực dương của các bạn sẽ bị tan nhé. Bây giờ khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong khoảng thời gian 30 phút thì thấy khối lượng đồng bám vào cátốt. Cátốt là cực âm nhé. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 63,5 và hóa trị 2. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Những cái này thì chúng ta chỉ cần áp dụng định luật Faraday nhé. Áp dụng định luật Faraday. Đó, viết có thể viết như vậy được ha. Như vậy chúng ta sẽ có m bằng 1 trên f nhân với gì nè, a trên n nhân với y nhân với t đây các bạn, nhân với y nhân với t. Để từ đây chúng ta có thể suy ra cường độ dòng điện chạy trong cái bình điện phân này. Y sẽ bằng m nhân với gì các bạn ạ? Nhân với f nhân với n chia cho a nhân với t nha các bạn. A nhân với t. Nhớ học vật lý thì phải suy ra được cho công thức chứ không phải là từ đó rồi bấm ship sâu. Đúng vậy, đối với vật lý 11 thì đa số là ship sâu đấy, nhưng mà cũng phải hiểu để sau này chúng ta có cả cái phép biến đổi thế này thế kia nữa các bạn. Như vậy ở đây là khối lượng mol người ta đã tính theo cái gam rồi, cho nên các bạn cứ thay m bằng gam vào tính toán bình thường 1,143. F là bằng 96500 nha, 96500 nhân với n là hóa trị 2 chia cho a của nó là 63,5 nhân với thời gian dòng điện chạy qua là 30 phút, 1 phút thì là 60 giây. Rồi, các em chia cho kết quả bằng bao nhiêu ạ? Như vậy chúng ta có được 1,93 ampe. Đó, kết quả là B nha. Cẩn thận nha các bạn. Đáp án B nha. Xong, rất là đơn giản đúng không ạ? Như vậy là định luật Faraday nếu nắm được bản chất thì nó không có gì khó khăn cả. Và thậm chí các bạn bỏ vào đây này, các bạn có thể là sử dụng cả cái số liệu đề cho các bạn bỏ vào đây và các bạn sử dụng chức năng sâu của máy tính là cũng có thể giải quyết được rồi nha. Ta sang ví dụ số 6. Bình điện phân có anode làm bằng kim loại của một cái chất điện phân có hóa trị 2. Chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện có cường độ 0,2 ampe chạy qua bình điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây. Thì lúc này có 64mg chất thoát ra ở điện cực, hỏi kim loại dùng làm anode, tức là điện cực dương của bình điện phân là kim loại gì? Thì ở chỗ này chúng ta áp dụng cho cái định luật ha. Lại tiếp tục áp dụng định luật Faraday. Định luật Faraday. Ra đây, được chưa? Thì chúng ta sẽ có này, m đấy các bạn phải đổi ra nha. À, ghi nội dung của định luật đó này. M bằng 1 chia cho f nhân với gì các bạn? A chia cho n nhân với y nhân với t. À, thì điều này tương đương với gì? Ở đây khối lượng đang cho miligam thì các bạn phải đổi ra gam, tức là bằng 64 nhân với 10 mũ trừ 3 nha các bạn. Bằng 1 trên f là 1 trên 96500. Nhân với A của các bạn chưa biết nhé. Khi bấm vào máy tính thì để là gì đó? Để ẩn số X. N ở đây là hóa trị 2 D đã cho. Cường độ dòng điện là 0,2. Thời gian 16 phút 5 giây này các bạn phải đổi ra giây. Thì nhân với ở đây 16, lấy 16 nhân với 60 nhé, cộng với 5. Rồi, như vậy các bạn suy giúp cho thầy A bằng bao nhiêu ạ?
A suy ra được A bằng 64. 64 thì kim loại này chính là Cu nhé, đồng Cu. Đó, đáp án C. Đáp án C nhé. Ta tiếp tục ví dụ số 7. Dễ không các bạn? Dễ nha. Một cái vật kim loại được mạ niken. Niken có diện tích của bề mặt là 100 cm². À, thầy đời ha. Ok. Làm luôn. Ví dụ số 7, một cái kim loại được mạ niken có cái diện tích của bề mặt á nhá, diện tích bề mặt á là bằng 100 cm² và cái dòng điện chạy qua cái bình điện phấn đó cường độ là 0,5. Thời gian mạ là 5 giờ. Bây giờ người ta yêu cầu tính độ dày của cái lớp niken phủ đều trên bề mặt của cái vật được mạ. Biết rằng niken có khối lượng mol nguyên tử là 58,7, hóa trì 2 và khối lượng riêng là 8,8 nhân với 10 mũ 3 kg trên mét khối. Thì các em cứ hình dung như thế này, giả sử thầy có một cái bề mặt của cái tấm kim loại ha, bề mặt của một cái mặt được phủ á, được chưa? Là dạng như thế này. Nó có diện tích là 100 cm² nha các bạn. Và sau một thời gian phủ thì nó, sau một thời gian mà thì cái lớp niken nó sẽ dày lên, đúng không ạ? Lớp niken nó sẽ dày lên. Và người ta yêu cầu tính cái bề dày ha, tính cái độ dày của cái lớp niken được phủ lên ở trên cái bề mặt này. Đấy, cái độ dày của cái chỗ này này. Được chưa ạ? Thời gian mà là 5 giờ nha các bạn. Thì cứ tính gì các bạn ạ? Đầu tiên các bạn cứ tính cái áp dụng của nội dung của định luật Faraday này. Đó, áp dụng định luật Faraday. Áp dụng định luật Faraday thì thực chất cái câu này cũng có gì khó cả các bạn nhé. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tính cái khối lượng M sẽ bằng 1 chia cho F ha. Nhân với A trên N, nhân với I, nhân với T thôi. Chúng ta thể số nhé. 1 trên 96500 nhân với A của nó D đã cho rồi, 58,7 ha, 58,7 chia cho gì các bạn ơi? Chia cho hóa trì của nó là hóa trì 2 nhân với cường độ dòng điện chạy qua cái bình điện phân là 0,5, 5 giờ nhé, nhân với thời gian 5 giờ, 1 giờ thì 3600 giây nha các bạn. Như vậy các bạn được kết quả là bao nhiêu gam ạ? Như vậy bấm ra thì các bạn được là 2,2737 gam nha, gam. Thì bây giờ các bạn biết rằng là khi mà các bạn biết được cái diện tích, đúng không? Biết được cái diện tích bề mặt và biết được độ cao của gì các bạn? Biết được cái độ cao của cái lớp niken phủ lên thì từ đây này chúng ta sẽ có cái diện tích cái gì đó, cái thể tích. Thể tích niken phủ lên bề mặt. Phủ lên bề mặt. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tính gì nào? V thì nó sẽ đơn giản là bằng S, tức là diện tích của bề mặt nhân với cái độ cao của cái gì đó, độ cao của cái tức là độ dày, ở đây người ta gọi là độ dày của cái lớp niken nó phủ lên bề mặt. Thì bài toán yêu cầu mình tính cái hạt đấy các bạn. Được chưa ạ? Mà ta có cái khối lượng riêng á, được nha. D thì bằng M chia cho V các bạn. D thì bằng M chia cho V. Từ đây thầy suy ra, thầy suy ra V của thầy thì chính là bằng M mà chia cho D luôn nha. D. Thì ở đây nó đã cho là 8,8 nhân với 10 mũ 3 kg trên mét khối. Thì bây giờ nếu mà đổi cái số này này, đổi 8,8 nhân với 10 mũ 3 kg trên cm khối thì nó sẽ như thế nào? Thì ở đây 10 mũ 3 là 10 mũ 3 kg đúng không các bạn ạ? Ta đổi ra gam thì chúng ta nhân thêm 10 mũ 3 nữa, từ mét khối
À, thì chúng ta đổi nhé. Đổi này các bạn này. Đổi gam trên cm khối nha. Thì chúng ta có nhé. Chúng ta lưu ý cho này. 1 mét khối được chưa ạ? Thì bằng 1.000. 1 mét khối thì bằng 1.000 decimet khối, được chưa? Decimet khối. Mà 1 decimet khối thì bằng 1.000 cm khối. À, có nghĩa là ở đây nó sẽ bằng 10 mũ 6 ha. Cm khối. Từ 1 cm khối thì đổi ra mili mà mình quan trọng là cm khối. Như vậy là 1 mét khối thì bằng 10 mũ 6 cm khối nhé. Cho nên từ đây thì đổi cả 8,8 nhân với 10 mũ 3 này cho các bạn thử coi này. 8,8 nhân với 10 mũ 3 nhé. Kg trên mét khối. Thì đầu tiên là đổi cái kg ra gam cái đoạn ạ. Như vậy là bằng 8,8 nhé. Nhân với 10 mũ 3 rồi nhân với 10 mũ 3 nữa là thành 10 mũ 6. Được chưa ạ? Là ra được đơn vị gam này. Còn mét khối thì chúng ta chia cho 10 mũ 6 nữa nhé các bạn. Là trở thành là cm khối này. Đó, 10 mũ 6, 10 mũ 6 triệt tiêu cho nên cái này là được bằng 8,8 nhé. Gam trên cm khối, được chưa? Cm khối. À, từ đây thầy suy ra cái gì? À, mà V của thầy thì chính là bằng S nhân với H đúng không ạ? S nhân với H. Cho nên từ đây thầy suy ra cái gì? Thầy suy ra H của thầy này các bạn này. H sẽ bằng M nhé. Chia cho D nhân với S thôi các bạn. M của thầy đang tính theo gam. 2,737, được chưa? Chia cho D của thầy, ở đây thầy đã đổi ra là gam trên cm khối là 8,8. S của thầy á là bằng 100 các bạn, 100. Rồi các bạn chia giúp cho cái số này thì ra được bao nhiêu ạ? Như vậy chúng ta được kết quả là 3,11 nhân với 10 mũ trừ 3. Các bạn muốn về ở đây thì đơn vị là milimet nhé, cm nhé các bạn. Cái này ra được đơn vị là cm. Thì các bạn nhân với 100 vào nhé. Từ cm mà đổi ra là gì các bạn? Milimet, 1 cm thì bằng 10 milimet đúng không ạ? Đúng không? 1 cm thì bằng 10 milimet. Cho nên các bạn nhân với 10 đi thì các bạn sẽ ra được là 3,11 nhân với 10 mũ trừ 2. Thì cũng không có các bạn, cũng không có. Cho nên các bạn trên máy tính các bạn bấm Shift Enter giúp thầy. Shift Enter thì nó ra được bao nhiêu ạ? Shift Enter nhé. Rồi, như vậy thì không ổn đấy. Thì cái này các bạn đổi tiếp ha. Cái này như vậy là không có ổn phải không? Sao mà bấm nón ra nhà. Như vậy các bạn được kết quả là bao nhiêu đây? Thầy muốn ra được 10 mũ trừ 6 các bạn. Thầy muốn ra được 10 mũ trừ 6. 2, như vậy được ra được 3,11 nhân với 10 mũ trừ 3. Như vậy nó sẽ bằng nếu mà đổi ra milimet là 3,11 nhân với 10 mũ trừ 2. Milimet. Điểm thêm con số nữa là 3, được 31,1 nhân với 10 mũ trừ 1. Như vậy được là 31 các bạn, 31,1. Ta tiến thêm một bước nữa nha. 31,1 nhân với 10 mũ trừ 2. Đơn vị cũng là cm các bạn, cm. Như vậy thì nó sẽ bằng, ui vẫn không có kết quả các bạn ơi. 1 cm thì được 10 chứ mấy, cho nên nó nhầm lẫn chỗ nào đây rồi nha. Rồi để vậy ha, cả con số trên này trật hết kết quả rồi các bạn. Để vậy đi ha. Thì đây là cách để mà các bạn tính cái gì đó, cái chiều dày ha, cái độ dày của cái gì đó, của cái lớp niken nó phủ trên cái bề mặt của cái, có cái diện tích là 100 cm vuông này. Đó, được chưa? Thì ở đây có hai điều cần phải lưu ý. Thứ nhất, đó là cách đổi từ cái đơn vị kg trên mét khối sang cái đơn vị gam trên cm khối.
là bởi vì sao phải đổi? Là bởi vì cái đơn vị diện tích của mình đang để cm vuông. À, được chưa ạ? Thì tương ứng với cái chỗ bên này phải là cm khối các bạn. À, thì khi giải ra như vậy thì mình sẽ có đơn vị ở đây h sẽ ra được cm. Tuy nhiên là cả cái đáp án này nó làm lẫn lộn chỗ này rồi, được chưa ạ? Đổi sai đơn vị cho nên là chúng ta không có kết quả các bạn. Chứ cách tính là hoàn toàn tương tự nha. Rồi, ta sang ví dụ số 8. Theo dõi thôi nhé, theo dõi thôi. Đấy, chiều dày của một cái lớp niken phủ lên cái bề mặt của tấm kim loại là 0,05mm. À, khi điện phân trong 30 phút, diện tích của mặt phủ á, đấy chứ, của tấm kim loại này là 30cm vuông. Người ta yêu cầu xác định cái cường độ dòng điện qua bình điện phân. Đấy, các bạn Hoàng Hoa Thảm với các bạn chứ đó, Ngô Quyền và Trần Phú là có thể gặp đấy nghe các bạn. Còn ở dưới trường Tôn Thất Tùng thì ít gặp cái những cái bài này ở mức độ số, ví dụ số 6 trở lên. À, do in tài liệu là in cho cái mặt bằng chung cho nên thầy in cơ bản thôi đấy. Được chưa? Ok, chúng ta làm nào. Ở đây chúng ta đã có đơn vị là 8,9 gram trên cm khối rồi. À, đề đã cho mình con số này khá là thuận lợi rồi, khỏi phải đi đổi các bạn nhé. Đầu tiên, tính cho thầy cái gì nè? Tính V ha, tính cái V của niken mà nó phủ trên cái bề mặt á là bằng S nhân với H. Khi tính như thế này thì phải đồng nhất đơn vị. S của chúng ta đang là 30 nhé, 30. H của chúng ta đang là 0,05. Đấy chứ nè, 1cm thì bằng 10 nè. Cho nên là ở đây là H này các bạn chia cho 10 đi thì các bạn được là 0,005. Đấy chứ nè, chia cho 10 để đổi ra cm đây các bạn. Kết quả bao nhiêu ạ? Kết quả bao nhiêu ạ? Như vậy các bạn được kết quả là 0,15. 0,15 này là 0,15cm khối nhé. Cm khối. Từ đây chúng ta suy ra M các bạn. Suy ra khối lượng của niken mà bám lên trên cái bề mặt mà cần phủ này này là bằng D nhân với V nhé. D nhân với V, chúng ta thể số này 8,9 nhân với 0,15. Được kết quả bao nhiêu ạ? Như vậy được kết quả là 1,335 gram. 1,335 gram nhé. Rồi, từ đây áp dụng định luật Faraday. Áp dụng định luật Faraday thì chúng ta có gì? M, đúng không ạ? M sẽ bằng 1 chia cho F nhân với A trên N nhân với I nhân với T. D cần tính I đấy các bạn. Tương đương nào, thay số vào ship sâu cũng được. 1,335 bằng 1 trên 96500. A của các bạn bằng 58, N của các bạn bằng 2. Thời gian của các bạn là 30 phút. Yeah, 30 phút. 30 phút này cần phải đổi ra giây là nhân với 60 và nhân với Y. Đó, từ đây suy ra Y bằng bao nhiêu ạ? Giải quyết cái bài tập vận dụng rồi sau đó sang cái bài tiếp theo, đó là bài đoạn mật mà có chứa thêm bình điện phân. Ví dụ 9 nữa ha. Ui, còn ví dụ 9 tiếp giải quyết luôn nhé các bạn. Tham khảo, có thêm tham khảo thì cứ tham khảo. Điện phân dung dịch với cả cái điện cực là platin. Điện cực platin là cái điện cực mà platin là PT đấy, được chưa? Thông thường là chúng ta không có cái điện cực này, nó sẽ không bị tan các bạn. Ta thu được khí hydro ở cathode và khí oxy ở anode. Dòng điện qua bình điện phân là 5A. Thể tích khí oxy thu được ở trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian là 32 phút 10 giây. Bao nhiêu? À, ghê nhà. Ghê nhà. Như vậy, đầu tiên là này, cùng là áp dụng định luật Faraday vào. Yeah, thì
Ở đây đang tính cho oxy, mà oxy thì có khối lượng là 32. Thử nha các bạn. Chúng ta có M sẽ bằng 1 chia cho F nhân với A trên N nhân với Y nhân với T. Đang áp dụng cho oxy thì chúng ta cứ thử này. 1 trên 96500 nhân với A của các bạn 32, oxy có hóa trị 2 các bạn, nhân với thời gian là nhân với cường độ dòng điện là 5, nhân với thời gian dòng điện chạy qua là 32 nhân với 60 cộng với 10, các bạn được kết quả bao nhiêu ạ? Như vậy các bạn được kết quả là bằng 1,6 gam, 1,6 gam, được chưa? 1,6 gam. Cho nên từ đây suy ra cái số mol nhé, số mol, hoặc là suy ra thể tích luôn này các bạn này. Thể tích áp dụng hóa học vào, thể tích của O2 thoát ra nha, đó là V của O2 thì bằng M mà chia cho M lớn, M chia cho A đấy. Nó đang sử dụng A cho nên mình sẽ tính A, đồng thời nhân với 22,4 nha các bạn, tức là bằng 1,6, được chưa? Chia cho 32 nhân với 22,4 bằng bao nhiêu ở điều kiện tiêu chuẩn nha các bạn, ra được đơn vị là lít đấy các bạn, bao nhiêu ạ? 1,12 lít. Bây giờ cái quan trọng nữa các bạn này, đó, cái quan trọng nữa nha, thì các bạn có 1 lít thì bằng 1 decimet khối nhé, decimet khối các bạn. 1 lít thì bằng 1 decimet khối và nó sẽ bằng 1.000 nhé, 1.000 decimet khối. Chỉ đi. Nhầm, centimet khối. Bằng 1.000 centimet khối nhé. Rồi, từ đây các bạn suy ra V, các bạn, V của O2 thì bằng 1,12 nhân với 1.000 thôi, đấy chứ, nhân với 1.000 thì ra được kết quả là 1,120 đơn vị là centimet khối, được chưa? Đó, như vậy câu này là chúng ta chọn nó C nhé. Đấy thì đó là chính cái ví dụ giúp các bạn. Sau này chúng ta áp dụng vào cả cái bài toán về đoán mật mà có chứa thêm cái bình điện phân, thì từ cái khối lượng rồi cũng từ bài toán, từ cái mật, chúng ta xem cái bình điện phân giống như một cái điện trở và chúng ta suy ra cái cường độ dòng điện chạy cái bình điện phân đó, và từ đó người ta cũng yêu cầu các bạn lại tiếp tục áp dụng cái công thức của định luật Faraday để chúng ta giải quyết cái vấn đề. Thì các bạn lưu ý nhé. Bây giờ thầy trò của chúng ta đi vào giải quyết luôn cả cái bài tập vận dụng. Ví dụ câu 1, một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực là bằng niken luôn. Đó, đương lượng điện hóa của niken là 0,3, tức là K đây các bạn. Khi cho dòng điện chạy qua thì khối lượng của niken bám vào cathode là bằng bao nhiêu? Một bên tan, một bên không tan nha các bạn. Một bên thì được bù đắp vào, một bên thì được là bị tan ra nhé. Như vậy ở đây các bạn có cái gì? Thì nội dung câu 1 này chúng ta áp dụng cái gì các bạn ạ? Áp dụng nội dung của định luật 1 nhé. Áp dụng định luật ha. 1 Faraday. Nội dung của định luật 1 Faraday thì là M, đúng không? M thì chính là bằng K nhân với Q các bạn nhỉ. Mà Q thì chính là bằng gì ạ? Q thì chính bằng gì ạ? Y nhân với T nhé, Y nhân với T. K ở đây là cái này 0,3 gam trên coulomb này, chứ không phải là gì là 9 nhân với 10 mũ 9 giống như trong chương 1 đâu nhé các bạn. Các bạn lưu ý giúp ạ. Như vậy thế vào 0,3 nhân với cường độ dòng điện là 5 nhân với thời gian dòng điện chạy qua là ở đây là đang tính theo giờ, thì các bạn vui lòng đổi sang giây là 3600 các bạn. Rồi kết quả bao nhiêu ạ? Năm nghìn bốn trăm gam, số lớn ghê nha. 5.400 gam thì đổi ra là bằng 5,4 kg.
trong một giờ mà nó ra được như thế này thì cũng quá kinh khủng đấy các bạn. Thông thường là chúng ta điền phân thì ra được cái khối lượng khá là nhỏ thôi ha. Đó, được chưa? Đương lượng điện hóa của niken là 0,3 nhân với 10 mũ trừ 3 gam trên coulomb. Cho nên là tùy vào cái bài toán này các bạn này, 0,3 ở dưới này thì lại là gì các bạn? Cũng là 0,3 nhân với 10 mũ trừ 3. Thành thử á, những con số đương lượng điện hóa này mà nó trật trật một cái á, được chưa nè? Trật trật một cái là nó toán này các bạn, được chưa? Cụ thể là ở trên này các bạn. Trên này là nó lại cho 0,3 mà thiếu 10 mũ trừ 3. Cho nên các bạn thấy khối lượng nó ra lớn các bạn này. Chứ bình thường là chắc là khoảng là 5,4 gam thôi ha. Cho nên đề ở đây là nó có trật ở cái chỗ cái đương lượng điện hóa này nha. Đấy, không biết là nó sai sót chỗ nào thì để thầy Google coi nào. Đương lượng điện hóa của niken. Đó, là không, chính xác là 0,3 nhân với 10 mũ trừ 3 đấy các bạn. Cho nên là câu này chúng ta fit lại một xí đã nghe. Chúng ta fit lại một xí đã này. Là 0,3 nhân với 10 mũ trừ 3 giúp thầy cũng thôi là cái số này nó ra quá lớn các bạn. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ nhân với 10 mũ trừ 3 nữa thôi các bạn. Như vậy là nó ra được 5,4 ha. 5,4 gam các bạn. Ok không ạ? Chứ thôi là để cái đương lượng điện hóa như vậy là quá kinh khủng ha. Như vậy là ra được 5,4 gam. Đáp án là A, chính xác nhất là A nha các bạn. Ta phận nổ cái gì nè, ta phận nổ cái này đi ha. Nhìn cái đương lượng điện hóa này chán bực luôn. Tiếp theo nào. Đấy, cái này mà chuẩn xác này. Một cái điện lượng 2 coulomb chạy qua bình điện phân có anode bằng niken thì lượng niken bám vào cathode. Những câu này thì cực dễ ha. M sẽ bằng K nhân với Q thôi. Như vậy là bằng 0,3 nhân với 10 mũ trừ 3 nhân với 2 thì kết quả là bằng 0,6 nhân với 10 mũ trừ 3. Được chưa? Tiến lên một nấc nữa thì bằng 6 nhân với 10 mũ trừ 4, đơn vị là gam nhá. Đơn vị là gam, rất là nhân. Như vậy câu này B. À, ok. Ơi. Tiếp các bạn. Cho dòng điện có cường độ 2A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối có cực dương là bằng đồng trong thời gian 1:04:20, hỏi khối lượng bám vào. Đấy, những câu này thì khỏe thôi. M bằng thế số luôn nha. 1 chia cho 96500 nhân với điện cực dương bằng đồng hả? Đồng thì 64 nhá. Đồng thì hóa trị 2 các bạn. Đó. Những con số này là nó lôi từ bên hóa qua cho nên nhiều lúc các bạn phải nhớ. Cường độ dòng điện là 2. Thời gian 1 giờ là 3600 giây nha. Cộng 4 phút. Phút thì đổi ra giây là 4 nhân với 60. Cộng với 20 giây vào nha. Các bạn cho kết quả. Như vậy các bạn được kết quả là 2,56 gam. Yeah, 2,56 gam. Rồi, câu này kết quả C. Tiếp nha. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anode bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là 5A. Biết bạc có khối lượng mol là 108 và hóa trị 1. Đó, trong 2 giờ. Đấy, những cái câu này cứ pha ra đây vào xong ha. M bằng 1 trên 96500 nhân với gì các bạn? Bạc 108 chia 1 nhân với y 5. Thời gian 2 giờ 2 1 giờ 3600 giây. Xong kết quả.
Rồi, bằng 40,29 gam. Nhìn coi cái lồn đơn vị nhé. Chơi sang đơn vị là, ví dụ như ra được là 40,29 rồi mà quán gà nhìn ra được 42,9 là cũng toán á. Yeah. Nhiều lúc quán gà đấy. Cái này gọi là sai ngu đấy các bạn. Tiếp nào, đơn giản không? Rồi, khi bình điện phân của là dung dịch là nhôm Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện chạy qua là 20 kA, rất là lớn nha các bạn. Biệt nhôm có khối lượng mol nguyên tử là 27, có hóa trị 3, xác định thời gian điện phân để thu được 1 tấn nhôm. 1 tấn nhôm thì bằng 1 tấn á thì bằng 1000 kg đúng không? 1000 kg. 1 kg á thì bằng 1000 gram nữa, cho nên cái này là bằng 10 mũ 6 gram nhé các bạn. 10 mũ 6 gram. 10 mũ 6 nữa chứ không phải là 106 đâu nhé. À, nhìn cẩn thận không thôi là lại quăng gà nữa là mệt nữa. 10 mũ 6 các đồng chí ơi. Rồi thì bây giờ với lại cái cường độ dòng điện là 20 kA, tức là 1 kA là bằng 1000 ha, 1000 A. Như vậy chúng ta có cường độ dòng điện ý của chúng ta ở đây á là bằng 20.000 ampe nghe. Rồi, áp dụng nào. Đó là 1 tấn là 10 mũ 6, được chưa? 10 mũ 6 bằng 1 trên 96500 nhân với nhôm là 27, nhôm có hóa trị 3 các bạn nhé. Nhân với cái cường độ dòng điện là 20.000. Đó, đồng thời nhân với thời gian. Ra được bao nhiêu giây đã em? Suy ra T bằng mấy ạ? T bằng bao nhiêu giây ạ? Rồi, các bạn ra được là 5, 5, 3, 6, 1, 1, 1. Đó, phẩy 1 ha, phẩy 1 giây. À, thì từ đây đổi ra là gần bằng. Muốn đổi ra giờ nhé. Muốn đổi ra giờ thì chia cho thầy là 3600 thôi. Như vậy ra được 149 giờ à. 149 giờ tới gần mấy ngày các bạn? Dùng sử dụng phương pháp điện phân ở gần bằng mấy ngày? Chia cho 24 đi nào. Chia cho 24 nào. Coi tầm khoảng mấy ngày các bạn để biết thực tế luôn. Đó, được gần là 6,2 ngày đấy các bạn. Yeah, gần tuần đấy ha. Gần tuần mới thu được 1 tấn nhôm. À, mà để thu được 1 tấn nhôm như vậy các bạn, mà ở đây phải sử dụng tới cái dòng điện là 20 kA này là dòng điện cực lớn đấy nha các bạn. Dòng điện để tạo ra được cái dòng điện mà có cái cường độ là 20 kA này là dòng điện cực lớn đấy nha. Dòng điện này mà đụng vào cái là ngoẹo luôn đấy, được chưa nè. Bốc hơi luôn đấy chứ đừng có nói, được chưa. Dòng điện này cực mạnh đấy các bạn. Và trong thực tế để tạo ra được cái dòng điện mà có cường độ mà 20 kA này thì là cũng rất là khó nè. Cho nên là có nhiều cái bài toán nó thực sự là vô lý với cái gì nè, thực tế lắm các bạn. Chẳng qua người ta ra con số rồi có con số như vậy á các bạn. Chứ mà để tạo ra được cái dòng điện mà có cái cường độ là 20 kA này là cũng là ngất ngây trên cành cây đó ha. Thôi mình cứ theo đề toán thôi, được chưa? Ra được câu C các bạn. Ta tiếp tục. Có kết quả đúng đấy, có kết quả đấy nhưng mà nhìn nó đọc vô lý ha. Người ta muốn bóc một cái lớp đồng dày 10 micromet trên một cái bản đồng có diện tích là 2 cm vuông bằng phương pháp điện phân. À, thì lúc đó cái lớp đồng này này phải được cái gì nè, phải được làm bằng cái điện cực dương nhá, được đem để sử dụng để làm nó là điện cực dương thì khi đó mới bóc được nhá. Và đồng thời phải nhúng nó vào trong cái dung dịch điện phân là đồng sunfat hoặc là đồng clorua chẳng hạn, được chưa nè. Đấy là một lần nguy hiểm nữa các bạn nhá. Ở đây là 8900 kg.
trên mét khối. Thì các bạn đổi giúp ra nhé, là có lẽ là 8,9 các bạn, 8,9 ha, gam trên cm khối, hay gam trên cm khối. Đó, cần phải đổi được đơn vị đấy, còn thôi là nguy hiểm lắm anh ạ. Cường độ dòng điện là 0,01A. À, rồi, cái này là cái độ dày nhé, độ dày của lớp đồng. Cái này cũng phải đổi ra đi các bạn. Rồi, chúng ta có H của chúng ta bằng 10 micromet, tức là bằng 10 mũ trừ 6. Cứ micro như vậy là trừ 6 nhé. 10 nhân với 10 mũ trừ 6. Đơn vị là mét các bạn nhé. Mà từ mét mà sang cm thì các bạn nhân thêm 100 nữa, đúng không? Nhân thêm 100 nữa thì cho thấy là được kết quả là bao nhiêu cm ạ? À? Kết quả bao nhiêu cm? Còn là 10 mũ 5 mà nhân thêm 10 mũ trừ 5 mà nhân thêm 10 mũ 2 nữa là còn lại là 10 mũ trừ 3, đúng không? Cm. Đó, 10 mũ trừ 3. Sau khi đã có H và các bạn đã có diện tích, đúng không? Các bạn có diện tích rồi, là S của các bạn đấy, là bằng 2 cm². Thì từ đây này, từ hai cái dự kiện này các bạn sẽ tính được V nhé. V thì bằng S nhân với H các bạn. Đó, S của các bạn là bằng 2 nhân với gì đấy? H của các bạn là 10 mũ trừ 3. Như vậy là bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 3. Đơn vị là cm khối ha. Cm khối. Đã có được V thì từ đây các bạn sẽ suy ra được M. M của các bạn bằng D nhân với V các bạn, tức là bằng 8,9 nha, 8,9 nhân với 2 nhân với 10 mũ trừ 3. Thì các bạn được kết quả bao nhiêu ạ? Bao nhiêu gam ạ? 0,0178 gam. Và cái này áp dụng vào gì đó? Định luật Faraday thì chúng ta sẽ có cái này chính là bằng 1 trên 96500. Đồng là 64 phải không các bạn? 64 chia cho hóa trị 2 nhân với cường độ dòng điện là 0,01 nhân với thời gian là T. Đó, từ đây ship sâu suy ra T bằng bao nhiêu ạ? Ok, cứ theo số liệu vậy thôi. 5, 3, 6, 7,81 ha, giây gần bằng mấy giờ em? Chia cho 3600 luôn đi. Một phẩy 49 giờ. Đương nhiên không sai mà. Rồi, tiếp tục nha. Câu số 7. Bình điện phân được đựng trong cái dung dịch bạc nitrat có điện cực dương bằng bạc, biết bạc có khối lượng mol là 108, hóa trị 1. Sau thời gian điện phân 5 phút thì có 316mg bám vào cátốt của bình điện phân này, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Lại áp dụng của Faraday thôi các bạn nhé. Faraday. Chúng ta có gì các bạn? M bằng 1 trên F nhân với A trên N nhân với I nhân với T. Thay số nào? Tương đương 316 được chưa? Nhân với 10 mũ trừ 3. Đó là miligam đổi sang gam nhé. Tiếp theo nhân thì bằng, cái này bằng 1 trên 96500 nhân với A của các bạn là 108 trên N của các bạn là 1 nhân với cường độ dòng điện chạy qua là I, thời gian ở đây là 5 phút, 5 nhân với 60 cộng với 5 nhân với 60 thôi, đúng không? Chứ đâu có thêm giây nữa đâu. 5 nhân với 60, từ đây suy ra I bằng mấy các bạn ơi? Đó, 0,94.
ampere, được chưa? 0,94 ampere. Công thức mà sai, sai nãy giờ rồi ha. Nó sai toé tua cuộc đời nãy giờ rồi. Tiếp theo các bạn, một bình điện phân chứa dung dịch muối kim loại có điện cực dương làm bằng chính kim loại đó. Dòng điện chạy qua là 0,25 A1, N1, A2, N2, A3, N3. Hỏi cái kim loại này là kim loại gì? Để cái bài toán này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp biện luận nhé các bạn. Sử dụng phương pháp biện luận. Đó là áp dụng định luật Faraday. Yeah, Faraday. Thì chúng ta sẽ có gì các bạn ạ? M đúng không? Cho dòng điện này à, M chưa có đúng không ạ? À, thì tăng sấp xỉ 1 gam các bạn. Như vậy là 1 sẽ bằng cái gì ạ? Ta làm nhân luôn nha. 1 trên 96500 6500 nhân với A trên N các bạn nhé. Nhân với 1 giờ là 3600 giây này. Nhân với cường độ là 0,25 các bạn. Ở từ đây chúng ta sẽ suy ra. Suy ra A trên N của mình. A trên N của mình nha. Là bằng cái gì các bạn ơi? 96500 96500 chia cho 0,25 nhân với 3600 thì bằng bao nhiêu ạ? À? 107,2 à. Tăng sấp xỉ nha, cái này sấp xỉ các bạn. Sấp xỉ 1 gram thì cái này sấp xỉ sẽ là 107 các bạn. 107,2. Thì bây giờ trong này thì chúng ta sẽ lập ra như thế này các bạn nhé. Từ đây suy ra A của các bạn nha. A của các bạn bằng 100, A của các bạn sẽ sấp xỉ ha. Vì cái này tăng sấp xỉ mà. Thì N này sẽ là 107N. Đó, được chưa? Thì bây giờ là ở đây chúng ta thấy rằng N kim loại các bạn, kim loại á thì nó sẽ có 3 hóa trị nhé. Kim loại nó có 3 hóa trị là hóa trị 1, hóa trị 2 và hóa trị 3 thôi các bạn. Với trong trường hợp mà N bằng 1 thì A của các bạn sẽ là 107. Sấp xỉ ha. 107 mà 2 này thì là ra được 200 mấy, đúng chưa? 3 này thì nó càng gớm nữa, đúng chưa nè? Cho nên từ đây chúng ta suy ra gì các bạn? À, cái kim loại của chúng ta, được chưa? Kim loại của chúng ta 107 thì nó gần với 108 các bạn ấy. Là nó sẽ gần với gì các bạn ạ? Gần với ánh bạc nhá. Cho nên kim loại thu được chỉ là Ag. Đó, được chưa? Ví dụ ở đây để ra được 108. Ra đây được 108 à, thì nếu các bạn thay vào đây, thay vào đây cho thầy coi nào. Thay vào đây là cái chỗ A là 108 nha. Cái N của các bạn bằng 1 á, thì các bạn sẽ được M bằng bao nhiêu? Thay vào lại coi nào. Tức là chúng ta thay vào lại, chúng ta check lại nha các bạn. 1 trên 96500 nhân với A của các bạn là 108 đấy. Chia cho 1 nhân với 3600 nhân với 0,25 thì các bạn được kết quả bằng mấy? Đó, đó 1,007 là sấp xỉ bằng 1 đấy, sấp xỉ bằng 1 đấy các bạn. Của kỳ cục nha. Nó ra dưới này thì được 1,00725. Đó thì là sấp xỉ bằng 1 đó chứ nữa. Mà dưới này nó có lên được 108 nha. Đấy, thì các bạn thấy là chỉ cần sai sót một, sai số một xí thôi các bạn. Sai số một xí thôi nhưng mà gì đây? Tức là theo Vân Lê bấm đó là 1,00725 đấy các bạn. Thì nó sẽ chênh lệch cái chỗ A trên N này cũng rất là lớn đấy các bạn này. Chênh lệch tới 1 đơn vị rồi đấy nha. Chênh lệch tới 1 đơn vị luôn rồi đấy. Thì đó là 8 cái câu hỏi vận dụng trong sách bài giảng của mình đúng không ạ? Thì xem coi có thêm không? Có thì chúng ta luyện thêm. À, thì chúng ta bài tập vận dụng thì chúng ta chỉ có từng đó. Còn ví dụ thì khi này là có từng đó các bạn. Như vậy thì cái bài dòng điện trong chất điện phân thì nhớ lại cho thầy. Nhắc lại xí nhé các bạn.
Dòng điện trong chất điện phân bản chất là chính là dòng điện, là dòng chuyển dời có hướng của các cái gì nè, ion mang điện tích trái dấu, cụ thể là gì các bạn? Ion dương hay còn gọi là cation và ion âm còn gọi là anion, vậy nè. Với trong khi mà chúng ta đặt vào một cái hiệu điện thế giữa hai đầu cái gì đó, hai đầu cái bình điện phân, thì lúc này cực cái gì đó, cả cái ion dương nó sẽ di chuyển cùng chiều điện trường, và cả cái ion âm nó sẽ di chuyển ngược chiều điện trường. Đấy, nhớ nhá, di chuyển ngược chiều điện trường. Về nhìn chung thì cái chất điện phân nó dẫn điện tốt, tuy nhiên là dẫn điện không có tốt bằng kim loại nha. Nó dẫn điện không có tốt bằng kim loại các bạn. Nó dẫn điện không tốt bằng kim loại nha. Vì sao ạ? Vì cả cái ion này như thế là nó kém linh động hơn, nó kém linh động hơn, và đồng thời là cái mật độ của cả cái ion trong cái gì đó, trong cái chất điện phân nó ít hơn so với cái mật độ electron ở trong cái gì, trong kim loại. Và thêm nữa, đó là electron của chúng ta có khối lượng rất là nhỏ, không đáng kể. Chính vì vậy làm cho cái electron của chúng ta rất là linh động ha, rất là linh động trong cái quá trình mà nó truyền tải điện. Còn đối với cái chất điện phân thì các bạn nắm lại, do các cái ion này nó mang theo khối lượng, cho nên là nó làm cho các cái ion của chúng ta kém linh hoạt, kém linh động hơn. Chính vì vậy dẫn điện kém hơn. Đấy. Và độ tùy theo cái chất điện phân, đối với cả cái chất điện phân mà ví dụ như các bạn điện phân ra được nhiều cái ion thì chất đó nó sẽ dẫn điện tốt, còn ngược lại chất đó nó sẽ dẫn điện kém hơn. Thầy lấy ví dụ như thế này. Giả sử các bạn có ha. Các bạn có là K2S4 được chưa? Và KCl. KCl. Đây là hai chất điện phân. Thì bây giờ khi mà sử dụng nó thì chất nào sẽ dẫn điện tốt hơn? Thì các bạn học trong cái chương sử điện lý, các bạn biết rằng K2S4 thì nó sẽ phân ly ra được 2K cộng cộng với S4 2 trừ. Còn đối với KCl, nó cũng là chất điện lý mạnh và nó sẽ phân ly ra được K cộng cộng với Cl trừ. Thì các bạn so sánh thì ở đây sau cái quá trình điện lý á, thì các bạn thấy rằng là nó có 3 ion nhá. Còn cái N này là chỉ có 2 ion thôi. Số ion á nè nhá, số loại ion thì chỉ có 2 loại. Nhưng mà tổng cả cái ion á thì ở đây có 2K cộng cộng thêm 1S4 2 trừ nữa là tổng là thành 3. Như vậy là thân thử là cái K2S4 của chúng ta nó sẽ dẫn điện tốt hơn KCl, thì đó là chúng ta vận dụng thêm nhé các bạn. Vận dụng thêm hóa học vào để chúng ta giải thích một cái vài cái tính dẫn điện của các cái dung dịch. Ngoài ra thì nó tương tự hóa học. Bên cái hóa học nó có chất điện lý mạnh, chất điện lý yếu, thì bên vật lý của chúng ta cũng sẽ có chất điện phân mạnh, chất điện phân yếu. Điện lý mạnh đó là nó sẽ phân ly hoàn toàn. Ví dụ như các bạn đem ra 100 hạt thì nó sẽ phân ly hoàn toàn thành 100 hạt, phân ly hoàn toàn một cái trăm hạt đó. Còn điện lý yếu á, hoặc là điện phân yếu á, thì là ví dụ như đem ra 100 hạt nhưng mà trong đó chỉ có 50 hạt phân ly thôi chẳng hạn. Còn lại 50 cái là nó trơ trẽn, nó không chịu phân ly cho mình. Thì lúc đó nó sẽ là chất điện lý yếu, hoặc là còn gọi là chất điện phân yếu nha. Thì hôm sau hứa hẹn hôm sau thì chắc chúng ta sẽ làm việc với cái bài toán mật điện có chứa thêm cái bình điện phân. Chúng ta giải quyết thêm cái đó nữa thì coi như là êm ấm về cái chương trình học kỳ 1. Chúng ta chỉ tìm hiểu thêm về cái dòng điện trong chất khí và dòng điện trong chất bán dẫn nữa là coi như là kết thúc cái học kỳ 1 các bạn. Thì việc còn lại của chúng ta là luyện cho nó lên trình thôi, được chưa? Ok, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ kết thúc sớm ở đây để cho một số bạn là còn chuẩn bị ăn uống rồi đi học thêm học bớt gì nữa. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.